Mới chào các bạn, trong video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt máy in chia sẻ qua mạng. Và chúng ta sẽ có mô hình như sau. Tôi có một máy in HP. Và máy in HP này sẽ được kết nối vào một máy tính thông qua cáp USB. Tôi sẽ cài đặt driver cho máy in trên máy tính này. Và máy tính này được gọi là máy chủ. Và đối với giải pháp này, nếu các bạn sử dụng hệ điều hành Windows Lion cho máy tính, chẳng hạn như là Windows 7 hoặc là Windows 10, thì sẽ bị giới hạn số lượng kết nối SMB. Vì vậy, số lượng những máy tính khác kết nối đến máy chủ này để in ấn tại một thời điểm sẽ bị giới hạn, thường là 20 kết nối. Nhưng nếu các bạn cài đặt là Windows Server thì số lượng kết nối của các bạn sẽ tăng lên rất là nhiều nha. Và một điều cần lưu ý, nếu mà tất cả những máy tính trong hệ thống mạng không in được thì các bạn phải kiểm tra lại máy chủ này. Có thể là máy chủ này mất kết nối mạng hoặc là không có kết nối với máy in. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Tôi sẽ vào máy tính có IP là 10.102.21.7 và tôi sẽ tiến hành cài đặt driver cho máy in HP. Đây là máy có IP là 10.102.21.7. Đối với máy in này, khi các bạn kết nối vào máy tính, các bạn sẽ thấy giống như là có một đĩa CD được gắn vào máy tính. Đây là bộ nhớ ROM của máy in, trong đây chứa file cài đặt và driver. Và cái cách đơn giản đối với dòng máy in này thì các bạn chỉ cần lít vô cho nó cài đặt mà thôi. Ở đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt luôn. Và cách thứ hai để truy cập vào file cài đặt này thì các bạn vào My Computer. Rồi các bạn sẽ thấy được cái đĩa CD này. Ở trong đây có file cài đặt nè. Giống như một đĩa CD thôi. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu cài đặt cho các bạn xem. Chúng ta sẽ chọn đồng ý với các chính sách, rồi chúng ta sẽ chọn Next. Và sau khi làm cách này xong, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm một cách khác để cài đặt. Và ở bước này tôi không cần kiểm tra cập nhật, tôi sẽ chọn No. Và ở cửa sổ này liệt kê những phần mềm sẽ cài đặt lên trên máy tính của chúng ta. Tôi sẽ chọn Next. Cái phần mà gửi report này thì tôi sẽ bỏ qua. Rồi tôi sẽ click vào đây để đồng ý với cái chính sách. Rồi chọn Next. Rồi, chúng ta sẽ chọn Next luôn. Và đây là bước kiểm tra kết nối giữa máy tính với máy in thông qua cáp USB. Và nếu kết nối giữa máy tính của các bạn và máy in bình thường thì các bạn sẽ thấy được chữ V như thế này. Rồi tiếp theo là có hai lựa chọn. Một là cài đặt máy in này là máy in mặc định, hai là in test. Ở đây tôi sẽ không chọn in test, tôi chỉ cần máy in mặc định thôi. Chúng ta sẽ bấm Next. Rồi đến bước này thì các bạn bỏ chọn ô này nha, khỏi cần đăng ký thông tin gì hết. Và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra nha. Tôi sẽ vào Device and Printer. Ok, chúng ta đã cài đặt thành công rồi nha. Đây là máy in HP 400. Và để vào thay đổi cài đặt máy in thì chúng ta lít chuột phải vào máy in, chúng ta sẽ vào Printer Property. Ở đây chúng ta có thể in test và chia sẻ máy in, thay đổi thông tin về board. Thông tin về board ở đây sẽ khác so với chúng ta sử dụng máy in mạng. Chúng ta sẽ thấy cổng USB 001. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt khác. Và các bạn lưu ý một điều là sau khi các bạn cài đặt driver và các cái phần mềm cho máy in thành công thì khi các bạn vào My Computer, các bạn sẽ không thấy được CD cài đặt của máy in nữa nha. Và đối với dòng máy in này có hỗ trợ ROM chứa file cài đặt. Còn đối với những dòng máy in khác thì sao? Rất là đơn giản, các bạn chỉ cần tìm theo tên của máy in. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn. Đối với một số dòng máy in khác
không hỗ trợ tính năng này thì các bạn sẽ tìm với tên của máy in và kèm theo chữ driver ở cuối cùng. Và các bạn truy cập đến trang web của nhà cung cấp. Tôi sẽ vào trang web của HP. Tôi phóng lớn lên luôn. Khi các bạn vào trang web của HP, các bạn chỉ cần tải driver thôi. Ở đây các bạn sẽ chọn driver basis driver. Thường đối với driver sẽ có hai loại, một loại là not installer và một loại là install. Thì tùy các bạn thôi, các bạn muốn cài đặt loại nào cũng được hết. Và đối với cách cài đặt mà not installer thì các bạn cần rành về máy tính nha. Bạn sử dụng sẽ dễ dàng hơn so với những người không rành. Nếu các bạn không rành lắm về máy tính và máy in thì các bạn nên chọn cách cài đặt driver. Và với cái file cài đặt này thì nó cũng giống như là file cài đặt hồi nãy mà tôi hướng dẫn cho các bạn thôi. Và thêm một lưu ý là khi các bạn chọn driver, các bạn phải để ý là hệ điều hành trên đây là gì nha. Nếu mà không đúng với hệ điều hành của các bạn thì các bạn sẽ chọn một hệ điều hành khác cho đúng với hệ điều hành mà các bạn đang sử dụng. Rồi, vậy là xong nha. Video đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu thấy hay, hãy cho tôi một like cũng như là bấm vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo nha.